Chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Nay mình lên trên nhà thằng em này, nó có cái cây hoa giấy này hoành 60 này, ngoài 60 tí nhưng mà cứ gọi 60 đi, nhìn tay tán nó tầm khoảng 4 mét, cao 3 mét mấy ấy. À. Cây này nó liền đặc luôn, mà tay cành nó to lắm. Ớt rất là giá trị nhá. Em nó kêu bán này đang giả giá 60 thì em nó bảo chưa bán, 60 có thương lượng ấy, thì các bạn có gì các bạn cứ điện thoại 60 cũng dễ không muốn bán. Như cây này nó lực lắm, nó to mà nó cốt cành hoa thì không thể chê được. Đây các bạn thấy này, nó hòa theo đây là một cây này to lắm, rộng. Cây này lấy thì em nó thay lại cái chậu này, cái chậu này nó hơi xấu nhưng hoa nó chuẩn lắm. Đó, các bạn thấy không, hoa đẹp không, quá chuẩn. Cây này tay tán thì nó chuẩn hết rồi đó, các bạn thấy đấy. Cốt cành là đẹp lắm. Cây này mà nhà biệt thự để thì nó biết là giá trị được. Ông kia nhìn đẹp trai phết, nhà trông như người kinh. Em đã bảo bán thì các bạn có nhu cầu mua thì điện thoại gặp em nó nhá. Đó, mình chỉ đi quay thôi. Em nó nhờ lên quay, mình chỉ biết quay thôi, nhưng mà mình thấy cái cây này là thật sự là nó đẳng cấp ấy, to. Tay tán nó đều mà nó đầy đủ chi cành hết. Gốc là nó quái. Quái cây mà đẹp lắm. Nó lượn lắc là rất là rõ ràng. Hoa nó bao đẹp. Thì các bạn có nhu cầu mua thì điện thoại gặp em nhé. Em nó bảo là thay lại cái chậu. Cái chậu này có một tám mấy thôi, nhưng mà cái này phải một mét, chậu một mét hơn mét thì nó mới đủ được cái cây này. Đấy, các bạn thấy không? Cây hoa giấy như này kiếm dễ gì mà kiếm được, quá trời bông đẹp. Tay tán là cao. Đó. Đẹp đấy, cây hoa giấy này chuẩn đấy. Chơi cái cây này nó mới đẳng cấp, là nó không có cái vết nào là sâu xia. Rồi video này kết thúc nhá, các bạn mua thì điện thoại cho em nó nhá, mình chỉ biết quay thôi. Cảm ơn các bạn.